Chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với Ai Cũng Có Chuyện. Mỗi tuần chúng ta gặp nhau một lần để được lắng nghe câu chuyện của nhân vật khách mời tham gia chương trình. Và dĩ nhiên mỗi câu chuyện được kể, chúng ta có thể cảm thấy là wow, chuyện này quen lắm, tôi đã từng trải qua rồi. Nhưng cũng có những quý vị khán giả cảm thấy khá là xa lạ. Wow, tại sao lại có chuyện này ở trên đời ta? Chúng ta được nghe kể lại một lần nữa có thể giúp cho mọi người hiểu rằng là trong những trường hợp tương tự thì những cái hành xử nào sẽ là những cái hành xử phù hợp. Còn tuần này sẽ là câu chuyện của ai và đó là câu chuyện như thế nào thì chúng ta chỉ có một cách duy nhất để biết thôi, đó là lắng nghe lời kể từ phía nhân vật tham gia chương trình. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng làm quen với bạn ấy. Chào em. Chào chị, xin chào tất cả mọi người. Em là Andy, thì em là một người mẫu. Em năm nay 2x tuổi. 2x rồi. Vậy thì thường á, ở cái ghế đối diện chị trong chương trình này nè, mọi người sẽ kể đủ thứ chuyện hết trơn á. Tại vì ai cũng có chuyện hết đó em. Dù cho một em bé tiểu học cũng có câu chuyện của các con nữa. Thế thì ngày hôm nay anh đi đến đây, cái câu chuyện mà em muốn chia sẻ với mọi người nó sẽ là câu chuyện liên quan đến ai? Gia đình là sẽ là một câu chuyện em sẽ mang đến. Chúng ta sinh ra là đã sinh ra trong gia đình rồi. Vậy thì nếu như bây giờ kể một cái câu chuyện về gia đình, đầu câu chuyện vào tầm khoảng năm em bao nhiêu tuổi? Chắc là sẽ bắt đầu từ lúc còn nhỏ đi ha. Tầm khoảng học lớp 3 là tầm 8 tuổi. Trước đó thì em có một cuộc sống rất giống của những bạn đồng trang lứa khác. Một ba mẹ hạnh phúc với nhau, tất cả gọi là luôn có một gia đình ấm no. Sau năm 8 tuổi đó thì biến cố ập tới với em, ba mẹ em kết thúc không còn ở với nhau nữa. Gia đình của mình lúc đó gồm những thành viên nào? Ba mẹ và em. Em thôi. Thế thì sau cái quyết định ly hôn của người lớn, cuộc sống của em diễn ra theo kiểu nào? Nếu mà nói diễn ra theo kiểu nào thì chắc là trôi theo dòng đời đó chị. Em ở chung với ai? Ba mẹ vừa mới ly hôn thì em có ở với mẹ một thời gian. Thì sau khoảng vài năm thì em bắt đầu em về nội em sống, và từ đó là em sống tới nội. Thế thì sau khi ba mẹ quyết định ly hôn thì những cái nỗi đau, những cái điều bất như ý mà em cảm thấy là nó không tốt đẹp, nó không thuận lợi với mình, nó đã diễn ra theo những cái kiểu gì? Nó là những cái sự kiện gì liên tục? Đầu tiên khi mà hai người vừa hết ở với nhau thì em bắt đầu em về mẹ em mở. Khi mà em mở với mẹ thì kinh tế của mẹ không cho phép để có nhà để ở, thì em và mẹ bắt buộc phải sống nhờ vào người khác, sống ở nhà ngoại, nhà dì, nhà cậu khoảng một thời gian, rồi sống thì cũng phải sẽ để ý đến người khác. Mẹ thì đi sớm về khuya liên tục, em luôn trải qua một mình và không ai hiểu hết, và mọi người luôn trách mẹ em là tại sao lại bỏ em bơ vơ như vậy. Thì nhưng thật ra là mẹ em đang gồng mình lên để kiếm tiền nuôi sống em. Lúc đó hai mẹ con sống ở đâu? Là dân tỉnh đi lên thì em sống ở quê, em sống ở Phan Rang. Ở Phan Rang. Dạ. Thế thì mỗi nhà là mình dừng lại trong một khoảng thời gian hả? Dạ đúng rồi. Chăm sóc sức khỏe đúng cách cho bạn và gia đình với Dr. Network, nền tảng video y tế được xác thực bởi bác sĩ. Thế thì công việc của mẹ lúc đó mẹ buộc phải làm cái gì để cái thời gian mà mẹ dành cho em gần như không có? Thật ra là mẹ em làm rất 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 nhiều nghề. Để giờ hỏi ra là mẹ em ở thời điểm đó mẹ em làm gì, em đôi lúc em cũng không nhớ là mẹ em làm gì. Trong cái sự nhớ của em á, đặc biệt nhất là mẹ em đi sớm về khuya liên tục hàng ngày, thì giống như là phải bỏ rơi con mình để đi kiếm sống. Ở Phan Rang thì có thể làm biển, có thể làm nho, có thể làm những lao động chân tay. Dạ đúng rồi. Có nghĩa là việc gì mà cần là mẹ sẽ làm hết. Thế thì mỗi một ngày của em trôi qua lúc đó nó như thế nào? Lịch trình một ngày của em lúc đó em còn nhớ không? Sáng dậy đi học một mình, tự đi học, tự ăn sáng. Mẹ để 20 ngàn để lại cho mình, rồi mình tự ăn sáng. Rồi mình về thì mình ăn ké nhà ngoại. Tại vì nhà ngoại thì sẽ nấu ăn, thì mình sẽ ăn ké ở nhà ngoại. Thì mẹ sẽ gửi tiền về để ăn thôi, mà lúc đó cũng không có nhiều tiền, cứ ăn ké vậy thôi. Rồi nó cứ diễn ra như vậy. Em có còn nhớ cái cảm xúc của một bạn nhỏ lớp 4 ở cái thời điểm đó nó như thế nào không anh? Đi thời điểm đó thì em không nghĩ đó là một cái điều buồn, nhưng mà sau này sau khi lớn lên á, mình trải qua nhiều thứ rồi thì mình nhìn lại cái việc đó ở cái mình thương cái đứa bé đó quá. Dạ, mình đã từng tuổi thân như thế. Sau đó thì chắc là chị nhìn em thì chị cũng biết em là cộng đồng LGBTQ+, thì quyết định come out với mẹ. Em nhận ra bản dạng giới của mình vào khoảng năm em bao nhiêu tuổi? Thời điểm đó là tầm lớp 8 là năm 14, 13, 14 tuổi. Lúc đó em đang nhận định mình là gay chứ. Thì khoảng một thời gian sau, lúc đó em vẫn chưa come out, nhưng đã có rất nhiều phía áp lực từ mẹ
đổ dồn lên em. Tại vì mẹ luôn mong muốn có một đứa con như mẹ mong muốn. Mẹ mong muốn đứa con như thế nào? Con trai. Thứ nhất nó phải là con trai. Dạ, đúng rồi. Theo cái kiểu hiểu của mẹ. Đúng rồi, theo kiểu hiểu của mẹ. Mạnh mẽ. Dạ, mạnh mẽ, không được chơi những đồ của con gái hay chẳng hạn như là sau này phải là đi cưới vợ sinh con cho mẹ, phải bao bọc ngược lại mẹ chẳng hạn như vậy. Và lúc đó mẹ rất là áp lực với em. Dạ. Mặc dù em nói lúc đó em chưa come out, nhưng mà em có nghĩ rằng là bằng trực giác của một người mẹ thì gần như mẹ cũng đang ngầm thấy được cái điều gì ở em không? Dạ, chắc chắn. Thì từ nhỏ rồi thì mình đã có những cái biểu hiện khác với những bạn nam khác. Thì mẹ đã nhìn nhận ra được điều đó. Nhưng mẹ đôi lúc mẹ lại không thể nào chấp nhận được như vậy. Đến một lúc mà mẹ thấy càng ngày mình dùng từ là càng lố á chị. Mình càng bộc lộ nhiều hơn, thì mình đang tuổi dậy thì mà mình đang ví muốn dụ, lúc đó em lố tới cỡ nào anh đi? Điệu đà hơn. Tô son, xài ké kem của mẹ, lén xài kem của mẹ hay lấy là đồ của mẹ đồ. Dạ, ướm lên người rồi đó, này thích nên là đôi lúc thì sẽ bị bắt gặp. Thì mẹ không đồng ý cái việc đó, thì bắt đầu hai mẹ con có xích mích là và em đi về nội mở một thời gian. Khi mà mẹ không đồng ý mà mẹ phát hiện ra đó, thì mẹ làm gì với em? Nó sẽ là những lời mắng chửi, van xin, đe dọa hay thậm chí là có những trận đòn? May mắn là em không bị mẹ đánh vì giới tính của mình. Em lại bị những lời nói sát thương từ mẹ. Khi em quyết định em come out rồi, mẹ bắt đầu có những lời nói, có những từ ngữ xúc phạm mình. Em có thể dùng từ là hơi nặng nề. Nếu như một người ngoài nói nha, em sẽ không quan tâm, nhưng đó là người mẹ của mình. Nhưng mà lại dùng những cái từ mà hơi nặng để nói lên người của mình thì mình khá là bị buồn và bị tủi thân. Em quyết định em rời khỏi mẹ. Mẹ đã như thế nào khi em quay về bên nhà nội em ở? Đã có khoảng một thời gian em và mẹ không nói chuyện với nhau, không liên lạc, không tương tác. Mặc dù hai mẹ con nha, thời buổi hiện đại rồi mà chị sẽ có Zalo này kia, Facebook này kia, nhưng hai mẹ con không tương tác với nhau, không nói chuyện, không hỏi thăm nhau. Chỉ có lâu lâu á, em sẽ chúc mừng mẹ ngày 20 tháng 10, ngày 8 tháng 3 hoặc là ngày sinh nhật. Không thì thôi, chị hai mẹ con cũng không nói chuyện nhiều về gì với nhau. Thế thì khi mình về nội thì cái hình ảnh của mình, con người của mình có được nhà nội welcome đón nhận không? Thật sự thì cũng không welcome. Giống như là tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa cái chị. Mình ở trên đây mình đã sợ rồi, mình muốn về nội, mình gần nội thì vô tình nội cũng áp lực, và những người bác, những người chú của mình cũng áp lực lên ngược lại mình. Em có nghĩ là nhà nội đôi khi áp lực còn hơn cả mẹ em luôn không? Em nghĩ là không. Không biết là do tâm lý của em về mẹ hay sao, nhưng mà với bác em, với chú em nha, thì họ sẽ không áp lực trực tiếp lên em, họ sẽ áp lực lên nội em. Đúng. Em mẹ thì không còn cái người đứng chính giữa nữa. Thì hai mẹ con sẽ tự áp lực lên em, thì giống như nội là một cái bi đỡ đạn cho em vậy đó. Thế thì khi mình về nhà nội, cái trải nghiệm, cái thời gian mình sống ở nhà nội nó như thế nào? Cũng là câu chuyện là tuổi thân. Mình một đứa trẻ tuổi mới lớn, mình phải sống, mình phải nhìn mặt người khác mà sống. Mình phải xem thôi hôm nay là người chủ nhà đó có vui hay không, có khó chịu hay không. Mình giỡn với con của người ta, người ta đang con ta đang vui. Dạ đúng rồi. Ví dụ giỡn đang vui bình thường, tự nhiên nó không thích nữa, nó khóc, nó la lên, thì mình lại là người bị la, mình lại là người bị chửi. Ở cái thời điểm đó em không nhận thức ra được là em đang tuổi thân. Và có một thời điểm em có cảm nhận là em stress rất là nặng. Em chỉ muốn ở một mình thôi. Em không muốn gần ai, em không tâm sự được với ai, với cả nội em, người thân cận nhất với em, và em cũng không tâm sự được với ai hết trơn. Vừa là không ở chung với gia đình, vừa là câu chuyện phải đối diện với giới tính của mình. Yeah. Thực ra ở đây mọi người vẫn hay nghĩ rằng là các bạn cộng đồng LGBTQ+ come out là một cái gì đó, nó đối với các bạn ấy nó là rất là một cái điều rất là thành tựu. Nhưng mà thực sự trước khi come out và ngay cả khi come out thì bản thân bên trong của các bạn ấy cũng có tràn ngập những cái điều băn khoăn, bởi vì cái việc mà mọi người dù cho có say yes, dù cho mọi người có đồng ý, có đón nhận cái giới tính của các bạn ấy, thì vốn dĩ những cái diễn biến về quan hệ con người, về cơ hội của xã hội, nó cũng làm cho các bạn tự đối diện với những cái nỗi lo. Là thực ra mình có vẻ yếu thế hơn những cái nhóm giới tính khác. Mình sẽ là cái người gặp nhiều khó khăn hơn những cái giới tính khác. Thế là những cái điều đó nó làm cho các bạn cảm thấy là đôi khi nó cũng là một áp lực. Chứ không phải là cứ come out đi và tôi đồng ý bạn là gay, bạn là lesbian rồi gì gì, là có gì đâu không. Cái đó là mọi người đồng ý, tự ý thức của chúng ta cho chúng ta biết rằng là chúng ta có nhiều trong gai lắm, đúng không? Dạ đúng rồi. Và kết hợp với một cái tuổi dậy thì thêm một cái hoàn cảnh là không sống cùng ba mẹ, nó tạo ra một cái bầu trời rất là u ám cho em vào cái thời điểm đó.
Em làm gì để em vượt qua? Chưa theo dòng đời ấy chị. Em cứ mặc kệ. Em mặc kệ, em sống thôi. Ai nói thì nói, em cũng làm để lì em sống. Em có một người bạn nào tại thời điểm đó không? Bạn thì có, nhưng mà để họ hiểu được mình thì lại rất là khó. Em sẽ không khổ hơn nhiều người đâu, nhưng em tin chắc rằng những người bạn của em ở thời điểm đó sẽ không ai hiểu được cái nỗi khổ của em. Em chỉ có cách là buồn quá thì rủ các bạn đi chơi, nuôi cái nỗi buồn của mình ở bên trong thôi. Chứ không phải là mình rủ nó đi chơi để mình nói về cái nỗi buồn của mình cho nó nghe. Thật ra là cũng có nói chứ không phải không. Nhưng mà nó một lần rồi nó hai lần rồi thôi. Chứ ai đâu cứ nghe một cái câu chuyện đó mà cứ nghe đi nghe lại, nghe đi nghe lại. Hằng ngày đấy nó đều diễn ra như vậy nên lúc em quen. Vậy phải tập tự chấp nhận nó, động viên bản thân em. Bạn chỉ là một cái bề ngoài để mình chơi thôi. Mình cũng phải tự bảo vệ mình chứ. Chị muốn biết cái kết nối giữa em với ba em khi mà em quay về nhà nội ở. Ba mẹ em ly hôn khoảng một thời gian thì ba em quyết định có gia đình mới. Cũng có khoảng một thời gian là em với ba em không gặp nhau, không biết tung tích về ba em đang ở đâu, đang làm gì. Em không biết là ba em đi đâu, em chỉ biết là ba em đang sống với một người phụ nữ khác. Ba em đã có thêm hai người con và em chỉ biết được như vậy thôi. Nói chuyện với nhau nhé, hôm nay ba sẽ gọi em bằng số này, ngày mai ba gọi em bằng số khác, và em không có cách để em liên lạc với ba em trong khoảng thời gian đó. Xa mặt thì cách lòng mà chị cũng không thể nào tâm sự nhiều, và ba em thật ra cũng không đồng ý với cái việc này nên là cũng không có liên lạc nhiều với nhau. Thế thì cuối cùng cái người duy nhất mà em cảm thấy là mình có thể tạm an toàn và được chấp nhận về bản dạng giới của mình mà trong gia đình của em thì đó là ai? Em nghĩ là nội em. Chỉ có nội thôi. Dạ. Nội có bao giờ nói về cái câu chuyện giới tính, về bản thân em như một kiểu để động viên, để an ủi, để làm cho em có niềm tin không anh đi? Thật ra là không. Nội em là người lớn thì chị cũng biết là họ sẽ không có cơ hội để tìm hiểu nhiều về thông tin. Cứ nghe người này người kia nói mà nói những cái lời đồn xấu. Về đôi lúc họ nội cũng bị áp lực, em không hiểu là cháu mình nó đang làm cái gì, nó đang là cái gì, tại sao nó đang là con trai mà tại sao nó lại bị nói thế này nói cái kia, rồi tại sao nó lại thích như này như kia mà nó không phải như một đứa con trai khác. Nhưng mà nội em được một cái là nội em thương em, rất thương em, thương đến cái mức mà dù mà nó có như thế nào thì nó cũng là cháu của mình. Thì cũng có một khoảng thời gian nội em cũng phải áp lực lên em, tại vì quá nhiều người áp lực nội em mà, thì nên bắt buộc nội em phải áp lực lên em. Những cái điều mà em cố gắng em làm và những cái nội em thấy, những cái điều em trải qua thì nội em thôi kể nó đi, bây giờ dù gì nó cũng là cháu của mình mà, cứ buông xuôi theo nó thôi. Nhưng nội em hay một cái thì nội em rất luôn hay chỉ em là tụng kinh niệm Phật. Vì nội em nói là cuộc đời em trải qua nhiều cái cay đắng rồi, nên là em nên hồi hướng phật pháp, dạ, để cho cuộc đời em nó bình an hơn, nó nhẹ nhàng hơn. Rồi em có bình an không? Em tin là em bình an khi em đến với Phật pháp. Thế thì những cái điều mà gọi là một những cái điều nó rất là cụ thể về sự tích cực mà em thấy rằng là nhờ mình đã làm những cái điều đó, nhờ mình đã thực hành cái điều đó mà chí ít thứ nhất mình vượt qua được nỗi đau, cái thứ hai là mình có được những cái thành quả nhất định để bây giờ mình vẫn đang sống một cái cuộc sống rất là bình thường nè, thì em đã làm những cái gì trong suốt cái quá trình mà em trưởng thành? Những cái bi kịch tiếp theo ập tới với mình thì mình đón nhận nó. Em kêu thôi kệ đi, chuyện gì tới nó tới, không sao hết trơn. Thì vô tình nó lại trôi đi rất là nhanh. Và nó có những cái điều mới hơn. Thế là mình giảm nhẹ cái suy nghĩ bi thương về cái điều đó. Em sẽ giảm nhẹ nó. Khi mình mất đồ đúng không, sẽ có nhiều người quýnh quýu lên, trời ơi tôi mất đồ, tôi mất cái này, tôi mất cái kia, tôi phải đi kiếm. Còn em, thôi mất vậy thôi, không sao. Loan, với chị Loan, em quê Hà Nam đó. Mà công việc là về tập 3. Ừ, em sinh năm bao nhiêu? 98 hả? Là hiện tại là em đang làm việc ở Hà Nam luôn hả? Không, em làm ở Đồng Nai. À, đang làm Đồng Nai. Rồi. Em ở trong này. À, là gia đình là vào trong này hết rồi. Dạ. Đang làm Đồng Nai rồi. Em là 98 đúng không? Ừ, ok, bây giờ Loan chia sẻ một xíu về em đi. Em là cô gái có những cái điểm mạnh, điểm yếu như thế nào ha? Điểm mạnh thì em cũng chung là mình cũng có công việc. Còn điểm yếu thì mấy cái này em cũng chưa nghĩ ra mất. Em có giỏi nấu nướng bếp núc trong gia đình không? À, cái đấy thì cũng không giỏi lắm chị. À, không giỏi nấu nướng. Ừ. Rồi. Trước giờ là 98 vậy thì em có trải qua mấy mối tình rồi? À, em ly dị một lần rồi chị. À, đã ly hôn hả? Vậy thì em chia sẻ về cái cuộc hôn nhân này đi. À, thì em có một đứa con rồi, năm nay 4 tuổi rồi. Con trai hay con gái em? Con gái á. Ừ.
là em chia sẻ về cái cuộc hôn nhân này đi. Kết hôn bao nhiêu, ở nhau bao lâu, sao lại ly hôn ha? Em kết hôn được 2 năm thì ly hôn, là nói chung là do nam chồng không hợp, rồi được 2 năm thì ly. Mà không hợp cái đỉnh điểm nào để ly dị em? Thì gia đình chồng, rồi gia đình chồng hơi khó tính quá rồi, rắc rối nhiều chuyện quá, không ở được là phải đi, bỏ thay một thời gian là mới đi dị. Và là một mình em nuôi con? Dạ, một mình em nuôi con chị. Rồi tính ra là em ly hôn cách đây bao lâu rồi? 3 năm chị. Rồi 3 năm đó thì có tìm hiểu ai khác không? Dạ không chị. Không tìm hiểu ai hả? Lý do vì sao? Với chị thấy em cũng xinh xắn dễ thương nè. Em cũng biết, nói chung là con có nói chuyện thôi, nhưng mà không hợp với không, không quen. Mà hiện tại là cái công việc em đang làm ở Đồng Nai là em làm cái gì? Dạ em làm về chuyên phun xăm thẩm mỹ rồi chăm sóc da. Cái này là tiệm của em luôn hay sao? Dạ đúng rồi chị. Ok. Bây giờ em chia sẻ về cái hình mẫu em muốn đi, thích một người như thế nào ha? Nói chung là cũng thích tầm hơn mình tầm 10 tuổi. Có khu vực ổn định trong vòng Đồng Nai hoặc là trên Sài Gòn hoặc là trong miền Nam thôi, chứ không thích quen xa quá. Rồi còn gì nữa không? Tính cách người này thì như thế nào, công việc làm sao ha? Tính cách nói chung là thoáng thoáng tí, đừng có kiểu gia trưởng người hay là kỹ tính quá thôi. Đừng có lớn tuổi quá, nói chung là tầm hơn chục tuổi thôi. Còn gì nữa không? Ví dụ người này cũng đã ly hôn này kia các thứ thì được không? Cũng được chị, cái chuyện đấy thì không không sao. Rồi ok, còn yêu cầu gì đặc biệt về người này nữa không nè? Không cần chị. Nói chung là người ta có công việc là được rồi. Rồi ví dụ như cái lịch ghi hình của bên chương trình á, là gần nhất luôn là ngày 31 tháng 8 này nè. Nếu như mà có người phù hợp á, thì chương trình sẽ báo em luôn để mà em sắp xếp em tham gia ha. Tại vì nhân vật bên chương trình nam, các bạn nam thì có rất là nhiều, nhưng mà phải tìm được cái người phù hợp cho em ha. Nếu mà có người phù hợp thì chương trình sẽ báo để ngày 31 có thể là mình sẽ ghi hình luôn. Tại vì cái lịch ghi hình của chương trình cũng đã chốt rồi á. Quan trọng là có người phù hợp ha. Dạ, và hãy có gì cứ gọi cho em dạ. Rồi ok, cảm ơn em nha Loan. Rồi chào em. Dạ. Ở đây thì chỉ có ekip của chương trình thôi, cho nên là chắc là mời chị giới thiệu giùm em. Đầu tiên là những cái thông tin cơ bản của chị nè, họ tên, công việc, tuổi tác, quê quán của chị ạ. Vâng, em chào chị Thanh Trúc ạ. Chào các anh chị em trong ban biên tập. Em tên, họ tên đầy đủ là Lê Thị Thanh. Sinh ngày 8/1/1982. Quê quán ở thôn Thượng Thông, xã Hồng Thành Đông, Đông Triều, Quảng Ninh ạ. Là chị đang ở Quảng Ninh luôn hả chị Thanh? Vâng ạ, em đang ở Quảng Ninh luôn. Mình ghi hình ở thành phố Hồ Chí Minh thì chị có vào đây được không? Là em được, nếu mà tìm được đúng được đối tượng thì em vào được ạ. Rồi ok chị. Công việc của mình là gì đó chị Thanh ha? Em làm giáo viên chị ạ. Giáo viên cấp mấy chị? Em giáo viên tiểu học. Rồi chị nói giùm em sơ qua về cái điểm mạnh, điểm yếu và đường tình duyên của chị Thanh nha. Vâng, trước tiên là em nói về đường tình duyên trước, đó là em đã ly hôn rồi. Em ly hôn đến bây giờ là được 13-14 năm rồi. Em đang nuôi cháu, là con trai. Và từ lúc ly hôn đến bây giờ thì em cũng chưa có gặp đối tượng nào khác, cho nên là vẫn ở vậy nuôi con. Còn điểm mạnh thì của em thì là em thích đọc sách, bởi vì em là giáo viên mà thường xuyên là hướng dẫn các con sách để các con đọc ấy, và thích chăm chút cho các bữa ăn trong gia đình này, những ngày nghỉ thì em thích dọn dẹp nấu ăn. Em thích trẻ em và em thích nói chuyện với người già này. Nếu mà gặp được đợt này mà gặp được bạn trai thì là em cũng mong muốn là sẽ có cơ hội để nấu ăn cho chồng cho con vào những ngày nghỉ ấy. Còn điểm yếu của em là sống nội tâm. Rồi thì xem nó cố chấp chưa. Chị chia sẻ về cái hôn nhân đó, làm sao mà mình ly hôn hôm 18 thì 18 là nó đúng không? 22 chị, 25 em thì phải hôm nay là của nó.
cua hai cái con này. Con cãi gì nữa chứ. Em với chồng em thì lấy nhau thì năm đó em nó nói riết rồi em 30 tuổi. Em lấy chồng về thì chồng em đam mê cờ bạc, không quan tâm đến hai con. Em lấy chồng được 9 tháng thì sinh bé trai. Khi bé còn nhỏ mà bé hay ốm thì cứ mỗi lần là chồng em cứ hay bỏ đi đánh bạc ấy. Em cứ điện gọi chồng về nhà cùng với em chăm con, để đưa con đi viện, nhưng mà chồng em cứ bỏ mặc hai mẹ con. Lúc đó thì là em cảm thấy là thực ra là nó rất là nhiều lần, 2-3 lần gì đó. Sau đó là chồng em cứ lấy bình thường, khi đấy là lúc cháu ốm. Còn bình thường mà cháu không ốm thì cứ bỏ nhà đi chơi ấy, đi chơi đánh bạc ấy. Gần như là cứ để một mình em với con ấy. Mà em thì lại mới chồng cách nhà em khoảng hơn 60 cây số cơ. Thế em thấy rằng là đúng một người chồng như thế này thì em thấy không ổn, là em cũng đã hướng cho anh ấy đấy. Trước khi đi dị thì em hướng anh ấy nào cũng là về ở gần khu nhà em thì ở rẻ, bởi vì nếu mà ở rẻ nhà em thì nhà anh có đất, thì hai vợ chồng chỉ làm một xây nhà thôi. Thế nhưng mà anh ấy không muốn, anh ấy muốn ở trong đấy, ở trong đồi núi dân tộc ấy. Thế là nói chung là anh cứ bỏ mặc mẹ con, nhưng cuối cùng là em cảm thấy là với cái người chồng thế này thì em không ở được. Thế là em chủ động mà bỏ, và em mang theo con đi. Lúc đấy bé chỉ có mấy tháng tuổi, 3 tháng tuổi, và em đi thân là một năm, đúng một năm sau rồi em đi dị. Thì trong suốt 12, 13, 14 năm trời thì chồng em cũng không xác nhận đến con cả. Thực ra thì em đăng ký cái chương trình này, đúng ra thì em đăng ký cái đây khoảng 3 năm rồi, nhưng lúc đó hình như là cũng không có cơ hội. Thế nên gần như em đăng ký lại thì may mắn là hồ sơ của mình được chương trình chấp nhận và có một cái buổi casting này. Em cũng rất mong muốn là sau cái buổi casting này có cơ được một người bạn cùng quan điểm với mình. Tất nhiên là bây giờ em cũng là 42 tuổi rồi, mình cũng không có mong muốn là người chồng mình chưa có gia đình, thì em chỉ mong muốn là người ta càng tốt chị ạ. Dạ rồi, chị đợi em tí xíu nha. Sản xuất ơi, chị đang thấy có một chị đang vào nữa nè. Chị đang thấy có một chị đang vào, chị Thanh đang cast thì có một chị đang vào đó. Dạ. Dạ xin lỗi chị. Dạ chị Hoài. Dạ chị Hoài ơi, mình cast xong rồi á, mình bấm thoát cuộc gọi giùm em với. Tưởng được vào nhóm nghe. Vâng, xin lỗi. Dạ rồi. Rồi, xin lỗi chị Thanh nha. Rồi mình tiếp tục hả chị ha. Ừ. Rồi, từ đó tới nay là bao nhiêu lâu rồi chị? Cái hôn nhân đó. 13 năm rồi chị ạ. Dạ. Rồi 13 năm này mình có tìm hiểu ai không? Nói chung là bạn bè cũng có giới thiệu, nhưng mà lúc đó thì em thương con em ấy, thương nó nhỏ. Sao em lại thương là mình lấy chồng thì lúc đó là mình cứ mãi biết cái gia đình nhà chồng mình thì mình sẽ không có thời gian chăm con. Nhưng đến gần đây nhất thì thằng bé cứ mẹ ơi mẹ lấy chồng đi, mẹ kiếm cho con bố đi. Mà thực ra con em bây giờ năm học này nó cũng sống vào lớp 7 rồi, thì nói chung là nó cũng đã đủ lớn, nó có thể tự mình tắm rửa rồi. Thực ra là trước em chưa có muốn, bởi vì em vẫn phải tắm rửa cho con, vẫn phải lo cho con, nhắc nhở con. Đến thời điểm này là cháu tự nấu cơm được rồi, thì cháu tự nấu đồ ăn thức uống và cháu tự vệ sinh cá nhân được rồi ấy. Thì em cũng mong muốn là mình sẽ có thể kiếm được cho con người bố. Rồi ok chị. Thế thì bây giờ chị muốn tìm người như thế nào, chị mô tả rõ giùm em, tại chị đang ở ngoài Bắc á, thì cái khu vực rồi tất cả mọi thứ ha, tuổi tác của bạn đó. Dạ vâng. Thế thì điều kiện về cái bạn trai của em thì em rất là mong muốn về tuổi tác thì có thể là sinh năm 80, em sinh năm 82, cuối năm 82. Thì bạn trai có thể sinh năm 80 này, 79 này và 76. Đấy. Còn chiều cao, em cao 1m50 thì em mong muốn là bạn em sẽ cao khoảng 1m65 trở lên. Về cân nặng thì 60kg trở lên. Tính cách vui vẻ, hòa đồng, thu nhập ổn định.
biết cảm thông, chia sẻ và tôn trọng lẫn nhau. Nếu chương trình ghép đôi được cùng chú bộ đội thì càng tốt, vì bố em là bộ đội, em thích bộ đội. Và nếu như bạn sai, bạn sai mà chị ơi, mà chị coi tuổi hả chị, hay sao tuổi đó hay không có tuổi đó thì sao? Vâng, nhưng mà nếu mà tuổi đuổi lớn hơn em thì cũng được chị ạ. Đây đây là cái mong muốn của em, còn nếu mà cứ hơn tuổi em là được chị ạ, hoặc bằng cũng được, hoặc là kém 1-2 tuổi cũng được. Còn nếu như bạn trai mà sống được ở khu vực là Hải Dương, Hải Phòng, Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh và Quảng Ninh thì càng tốt chị ạ, vì mấy cái tỉnh gần chỗ em sống và làm việc ở đấy thì càng tốt. Còn nếu mà chương trình mà tìm được bạn mà ở trong thành phố Hồ Chí Minh thì em sẽ bay vào đó chị ạ. Rồi, ok chị. Nếu mà được chọn thì bên em sẽ trao đổi thêm với mình nha chị nha. Ừ, sẽ liên lạc mình trao đổi cho chị ha. Vâng, vâng, vâng. Vâng, em cảm ơn.